thân thương gửi lời chào sức khỏe đến các bạn. Hôm nay, Khánh Dư mời các bạn cùng dạo bộ với Khánh Dư qua cảnh hoàng hôn rất đẹp. Mà chắc chắn các bạn có thích tới hay không thì Khánh Dư không biết. Nhưng riêng Khánh Dư thì rất thích tới đây. Tháng 11 đã về, lời kinh thương nhớ của tình yêu dành cho tất cả những ai đã ra đi trước chúng ta. Trong đó có tất cả những người thân yêu của chúng ta, phải không các bạn? Hãy dành thời gian những khoảng khắc nào đó trong tháng, trong bất cứ lúc nào chúng ta có thể. Hãy nghĩ đến chữ tình, chữ nghĩa, chữ duyên nợ và chữ ân, chữ oán của cuộc đời để chúng ta tha thứ tất cả. Đó là nghĩa cử rất tốt đẹp để chúng ta dành và cầu nguyện cho tất cả những người đã ra đi trước chúng ta. Trong đó có ông bà, tổ tiên, cha mẹ, bạn hữu, xa gần và tất cả những người đã đi qua cuộc đời của mỗi chúng ta, mỗi lần chúng ta gặp gỡ, phải không các bạn? Chúng ta hãy dành những giây phút của tháng 11 này, thưa các bạn. Mùa tình yêu hiệp thông mà giáo hội mời gọi chúng ta đã về. Lời kinh thương nhớ luôn mãi trong tim của mỗi chúng ta. Hãy sống và hãy cư xử, hãy hy sinh để chúng ta thương nhớ đến những linh hồn. Nhắc các bạn, đó là tâm tình yêu mến, sự hiệp thông chúng ta được mời gọi. Hôm nay, chiều hôm nay, nghĩa trang rất là lặng, lặng để chúng ta thương nhớ đến tất cả những người đã ly trần và cầu mong cho tất cả được về bên Chúa. Một ngày nào đó, chính mỗi chúng ta cũng sẽ như thế này đó các bạn. Thôi, cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho tất cả chúng ta. Rồi nha các bạn, tháng linh hồn đã về. Mùa kinh thương nhớ dành cho nhau, dành cho tất cả những người chúng ta thương yêu nhé các bạn.